Ok, rồi trước khi mà vào cái bài so sánh nhất này thì mình warm up cơ miệng với nhau xíu được không ta? Mọi người ơi, warm up cơ miệng xíu nhờ. Nhớ nhớ mấy cái nguyên âm chưa? Mọi người nhớ mấy cái nguyên âm chưa? Bây giờ cô Tiên test một lần nữa thử thử nha. Ok. Nhắn vào ô chat cho cô Tiên nha, là cái âm gì mà mọi người nghe được nha. Ok. Và mình đi những cái nguyên âm thôi. Qua tuần sau cô Tiên sẽ không đi nguyên âm nữa đâu. Bắt đầu cô Tiên sẽ đi vào những cái phụ âm để xem mọi người có phân biệt được những phụ âm hay không nha. Rồi bây giờ mọi người nhắn vào ô chat giúp cho cô Tiên cái âm mà mọi người nghe được nha. Y. Y. Very good. Rồi ui 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 ui, sao vậy? Sao vẫn có người trả lời sai? Từ từ ai đây? Minh Thư, Minh Thư, Minh Thư số 10 ơi. Không phải là âm y mà là âm y ha, cái âm y dài á, tên gọi của chữ e trong bảng alphabet á, a b c d e đó, âm y. Rồi tiếp tục nè. O o o, good, hot, not, ok, âm o thấp ha, very good. Tiếp tục nè. E. Y, y. Đúng rồi, âm y ngắn, very good. Rồi ví dụ như từ hit, kick, đúng không? Rồi happiness, happiness, không có y ngắn nha cả nhà, nhớ y ngắn ha. Rồi kiss me, trời ơi ai đây? Cứ mỗi lần mà thấy cái tin nhắn nào mà thả thính đó, thường là hầu hết là của ông Vũ nha. Anh Vũ ơi, thấy lớp này nhiều 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 bạn nữ quá nên là cứ học tiếng Anh để thả thính đúng không? Nghi lắm nha. Rồi tiếp tục nè. A. 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 Very good. Âm A cứng nè. Đúng rồi. Là chữ cái nha, chữ cái A trong bảng alphabet đúng không? A B C A, đúng rồi. April. Ok, tiếp theo nè. O. O, làm gì đó? Đúng rồi, chữ cái O trong bảng alphabet mình đọc là O. Ví dụ hello, hello, zero. Ok, tiếp nào. You, you. Đúng rồi, very good. You là âm gì đó ta? You là tên của chữ cái U trong bảng alphabet nha. Tiếp theo nè. I, dễ quá. Ai, ai mặt nổng lấy lai. Ai là âm gì, ai là âm gì, ai là âm gì, ai là âm, đúng rồi, y ngắn nhưng mà phải ghi hoa lên ha, bởi vì đó là tên của chữ cái ha cả nhà, đó là tên của chữ cái. Rồi ok. Ok, tiếp theo chúng ta có âm umbrella, up. U thấp, đúng rồi. Very good. Tiếp theo, let me see. Ủa? Mọi người ơi, chờ cô tiên xíu. Sao cái này nó bị qua riêng tư rồi hả ta? À ok, được rồi. Tiếp tục nè. À đây đây, âm này, âm này, âm này, âm này. A. Đúng rồi, apple, cat, fat. Alright. Trời ơi, mọi người hôm nay đã nhận biết được tất cả các âm và không bị nhầm nữa rồi nè. Mình có âm e, a, đúng không? E. Rồi tiếp một âm nữa nè, một âm nữa nè. E. E. Bed. Đúng rồi, head, âm e. Good. I và e. I và e. Right. You và Ok. O và o. O. Trời ơi, xuất sắc mọi người ơi, cho nhau một tràng vỗ tay được không? Mọi người có nhớ bữa đầu tiên á, lúc mà mình học mấy cái âm này mọi người vẫn bị nhầm các cái nguyên âm với nhau đúng không? Còn bây giờ là nghe rõ hơn rồi. Và khi chúng ta đã nghe rõ như vậy á, chúng ta sẽ phân biệt được những cái từ mà cô Tiên đang dạy
ha. Và khi mà cô Tiên chỉnh lại phát âm á, mọi người cũng sẽ biết là à mình sẽ chỉnh cái miệng của mình như thế nào để phát ra được cái âm đó ha. Bữa sau cô Tiên sẽ chỉ thêm cho cả nhà những cái nguyên âm mà nó hơi bất quy tắc một chút xíu ha, và những cái phụ âm mà hơi bất quy tắc một chút xíu. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần chính của ngày hôm nay là bài so sánh hơn. So sánh hơn, Comparative. sorry, so sánh nhất, so sánh nhất. Rồi, trước khi vô bài so sánh nhất thì chúng ta phải ôn lại tính từ, một số cái tính từ mà bữa trước chúng ta đã học nha cả nhà, một số tính từ mà hôm bữa chúng ta đã học để cô Tiên share lại. Ok rồi, bây giờ cô Tiên thử mời một bạn gọi tới ai thì người đó cho cô Tiên cái thể so sánh hơn của cái từ này nha, trước khi chúng ta học so sánh nhất được không? Rồi bây giờ chị Phương Trâm ơi, từ này nếu so sánh hơn mình đổi sao đây chị? Short, shorter. Aha, is shorter than. Cho em một cụm luôn nha chị Trâm. Is shorter than, được không? So sánh hơn. Than. Ok, good. Rồi, à, chị Đặng Hồng ơi, từ này thì sao? Yeah. Taller than. Taller, taller than, cao hơn, đúng rồi, taller than. Tiếp theo nha. À Vũ ơi, Vũ ơi, cho cái thể so sánh hơn của cái này đi. Bật mic nha, bật mic nha, chị Diễm không không group 2 chuẩn bị. Thinner, thin thinner, Cho nguyên thinner. cụm luôn được không? Is thinner À, than. it's thinner. This, Thinner than, than. Nhớ thêm than từ. his Ok, mother, yeah. good. Good. Chị Diễm ơi. Father. Is father than. Father, fatter hoặc là fatter than. Ok, chị Hoàng Thúy, chị Ngọc Bích chuẩn bị nè. Tiếp tục nè, cho em từ này đi. Từ này. Bật mic lên nha chị. Em gọi tới ai mọi người nhớ bật mic nha. Chị Ngọc Bích chuẩn bị, chị Hoàng Thúy ơi, bật mic giúp em ạ. Feeder is feeder. Than, than, so sánh hơn. Is feeder than. Ok, fit là cân đối vừa vặn đúng không ạ? Vâng. Tiếp theo chị Ngọc Bích ơi, từ này giúp em, so sánh hơn của cái từ này. Is then. Rất gì, rất gì, chưa nghe, chưa nghe. It treat the Richer, richer. then. Is richer than, ok, is richer than, ok. Rồi, chị Hà Trang không thấy mặt ha, nhưng mà em thấy bật nè. Chị Phương Thi ơi, cho em có thể so sánh hơn của từ nghèo đi ạ. It's larger. Poor, poor, Poor. poor, Poor. poor than, is Poor. poor than, ok, poor than. Poor then. Ok, Then. very good. Rồi, chị Hà Chiên ơi, có bật mic được không chị? Hồng xinh nữa nè. Có cô giáo. Rồi, chị Hà Chiên, cho em có thể mà so sánh hơn của cái từ dễ thương đi. Excuse Aha, them. it's cuter, cuter than, cuter Cuter than. than. Đúng rồi, ok. Chị Kim Hoàng ơi, từ này thì sao? Lovely thì sao? Lovely. 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 Lovelier is, chị cho em Lovely. một cụm luôn cho nhớ nha, cho nhớ cái kiểu so sánh hơn là sẽ như thế nào. Is lovelier than, ok, lại giúp em nè. Lovelier Is than. lovelier than, ok, very good. Rồi tiếp theo chị Oanh group 1 ơi, cho em cái so sánh hơn của từ thông minh hơn. Chị Cảm Vân chuẩn bị cho em cái từ thứ hai nha. Lovelier Bật mic chị Oanh ơi, chị Oanh ơi bật mic giúp em ạ. than. Smarter Aha, is smarter, smarter than. than. Ok, giọng Anh Mỹ thì chữ tờ thành chữ đờ nhẹ ha. Rồi, chị Cẩm Vân ơi, cái từ này thì làm sao? Liver. Clever, clever, Clever then. clever, được thêm chữ R Clever. nữa cho mình đọc là cleverer giúp em nha. Clever. Cleverer, ha, cleverer, cleverer. Clever. Clever. À Clever. rồi, nguyên câu cho em nè. Is clever Clever. Clever. Then. Rồi, rồi cái từ smart clever mình có thể thay bằng intelligent, nhưng mà intelligent là tính từ dài rồi thì mình không có thêm er mà mình thêm cái gì phía trước, nhớ không? Cả nhà. More, more intelligent than. Rồi, tiếp tục nè, beautiful chị Lan Hương ơi. Từ thứ hai Minh Thư nha, chị Phạm Mỹ Lan Hương bật mic giúp em. Đẹp hơn nói sao đây chị Lan Hương, bật mic lên ạ. À. Mà
tiếng chữ rất tuyệt vời. Is that không nghe không nghe tiếng của chị Hương rồi. Cái tai phone của chị bị sao rồi? Minh Thư ơi, bật mic lên giúp cô Tiên ạ. Dạ. Minh Thư ơi, đẹp hơn Minh Thư. Is more beautiful than. Aha, is more beautiful than, bởi vì beautiful là beautiful, ba âm tiết đúng không? Tính từ dài thì mình sẽ đưa more phía trước ha. Rồi, ok, chị Lan Hương thử nói thử nha, có nghe tiếng không nha chị Hương? Bật mic lên thử. Nhiều khi là do cái tai phone của mình á, không có nghe được. Nói đi ạ. Chị nói đi, chị nói đi, chị nói đi, chị nói cái từ này so sánh hơn của từ ugly là mình đổi lại sao? Uglier, uglier nha, y dài thành y ngắn. Nhớ nha cả nhà, thấy hai âm tiết nhưng mà có y dài đuôi thì y dài thành y ngắn thêm r được không? Is uglier, uglier ha. Ok, tiếp theo. Chú Tuấn nè, chú Tuấn ơi. À, so sánh hơn của từ trẻ đi ạ. À. Ngọc Ánh chuẩn bị nha, Ngọc Ánh 16. Younger than. À cho luôn động từ to be nè. Is younger is than. Younger than. Aha, is younger than. Very good. Is younger than. Ngọc Ánh ơi. Older than. Aha. Are hoặc là is older than. Very good. Vân An ơi, Vân An ơi. Từ từ chị Ngọc Miên từ đầu tiên xong rồi Vân An từ thứ hai nha. Chị Ngọc Miên ơi, từ mắc hơn thì nói sao? Mắc hơn. Có là more expensive. Aha, is more expensive. Expensive. Sif. Expensive. Expensive than. Ok, chị Ngọc Miên. Rẻ hơn. Is cheaper than. Aha, is cheaper than. Very good. Thùy ơi. À, Thùy 36 cho cô Tiên cái này. Chị Mỹ Thương. Cái thứ hai nha. Mới hơn, cũ hơn nói sao đây Thùy? Older. Nhớ động từ to be nha. Is older than. Đúng rồi, it's older than. Vừa có nghĩa là già mà vừa có nghĩa là cũ. Ok, rồi. À, Mỹ Thương ơi, mới hơn đi ạ. À. Mới hơn nói sao? Newer than. Động từ to be đâu? Is newer than. Newer than. À hả, đúng rồi. Mình đi cả một cụm vậy để mình nhớ có động từ to be ha. Rồi, chị Nhật Anh ơi, Từ đầu tiên giúp cô Tiên nha. Rồi, Huyền 26 từ thứ hai nha. Từ này đọc sao ạ? À? Nhanh hơn mình nói sao chị? Bữa trước mình học rồi. Faster. Is động từ to be đâu? Is faster. Faster than. Than. Rồi nói lại giúp em nè. Is faster than. Aha, faster. Nhớ nha, fast nó có cái chữ sờ nha. Không sờ là ra là mập hơn á nha. Nhớ nha, fat là mập mà fast là nhanh, ok? Is faster than. Rồi, từ thứ hai ạ. À. Huyền ơi. Is slower than. Slower than, very good, is slower than, chậm hơn. Đúng rồi, ok, rất là tốt ha cả nhà. Vậy thì bữa trước chúng ta đã học tính từ ngắn, tính từ dài rồi. Một âm tiết nè, hoặc là hai âm tiết kết thúc với những cái đuôi này thì nó sẽ là tính từ ngắn, ha, sẽ đi theo quy luật của tính từ ngắn. Còn ba âm tiết trở lên như thế này là tính từ dài, hoặc là những cái hai âm tiết mà không có mấy cái đuôi giống như ở bên kia cả nhà thì vẫn là tính từ dài luôn. Đó, mình sẽ đi theo quy luật của tính từ dài. So sánh hơn bữa trước mình học rồi đúng không? Tính từ thêm er nếu nó là tính từ ngắn. Còn nếu nó là tính từ dài thì mình thêm more vào phía trước. Vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ học so sánh nhất của tính từ ngắn nha. So sánh nhất nè, mọi người nhìn giúp cô Tiên cái công thức nha. Đầu tiên mình vẫn có động từ to be. Bởi vì nó là đã là tính từ là phải có động từ to be đứng phía trước, được không cả nhà? Cái này là mình chốt với nhau là mình nhớ là phải có động từ to be cho cô Tiên nha. Cứ nhớ là phải có động từ to be đứng trước. Tính từ là phải có động từ to be đứng phía trước. Rồi, vậy thôi. Vậy thì mình bỏ cái này đi. Mình cho cái công thức mình nó ngắn lại. Rồi, tiếp theo, so sánh nhất á, thì có phải là mình xác định được, mình đã xác định được cái người đó, cái vật đó là duy nhất, đúng không? Mình xác định được rồi. Thì khi cái gì mình đã xác định được rồi thì cả nhà dùng cho cô Tiên cái mạo từ the. Bữa sau mà mình thấy cái chữ the vô đó là mình biết à, so sánh nhất rồi. Dù tính từ đó ngắn hay dài đều phải có chữ the, được không? Cái chữ the này mình đọc như thế nào đây? Cái lưỡi nè, lưỡi để nhẹ nè. Ừ, cắn nhẹ nha. Cắn nhẹ.
xong rồi mình rút vô nè. Đấy. Còn nếu mà cái chữ TH mà hơi gió mình cũng cắn lưỡi nhẹ thôi. Xong mình đẩy hơi ra. Ví dụ như think, đấy, health, đấy. Còn nếu mà chữ the thì mình rút vô. Brother, mother, mother. Đấy. The. Ha, tập cái âm này nha, không có đập là đờ 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 nha, đừng có đập là đờ nha cả nhà. Ok, đặt cái lưỡi ngay chỗ đó xong rút vô. Vậy thì khi nó so sánh nhất á, mình thêm chữ the ra phía trước và tính từ ngắn á, mình chỉ cần thêm est, thêm est vô thôi. Rồi, bây giờ mình thử đọc câu ví dụ nha. Thử đọc câu ví dụ. Ok, để coi ai sao hôm nay không thấy Khánh Huyền ơi, sao lúc bật camera lúc tắt nè, hiện hình lại nè. Ánh Ngọc ơi, hiện hình cho cô Tiên nè. Bảo Trân, Diễm Hương, Thu Hà, chị Mùi nè. Đấy. Rồi, Nguyệt Ánh nè. Đấy. Sally Huỳnh nè, hiện hình lên. Khánh Huyền ơi, đọc cho cô Tiên cái câu ví dụ đầu tiên đi. Anh ấy là người cao nhất lớp tôi, nói sao? He is the tallest in our class. He is the tallest. Tallest. Sờ tờ vô nha, Bảo Trân chuẩn bị nè. Tallest in our class. Sau cái chữ tallest này á, mình vẫn có thể thêm chữ mà thêm cái từ danh từ là student đúng không? Anh ấy là học sinh cao nhất lớp tôi. Nhưng mà mình bỏ đi người ta vẫn hiểu là à, anh ấy là cái người cao nhất lớp tôi. Được không ạ? À? Mình thêm danh từ vô phía sau này chỉ để nhấn mạnh thêm thôi. Ok? He is the tallest student in our class. Alright. Rồi, câu thứ hai nè. Câu thứ hai Bảo Trân ơi, bật mic lên nói cho cô Tiên. Chị mua chuẩn bị nha. She is the coolest Không có cu tờ. Cái từ dễ thương này bình thường đọc sao Trân nhớ không? Không có đọc cu in te. Cái từ dễ thương đọc sao? my Cute. Đúng không? Cute. Cái từ dễ thương mình đọc là cute. Vậy thì so sánh hơn sẽ là cuter, đúng không? Cuter. Cái chữ tờ thành chữ đờ nhẹ đúng không? Rồi so sánh nhất mình sẽ đọc là cutest. 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 Lại ở trong. Cuter. Trân ơi, đọc lại cho cô Tiên nè. Cutest. Cutest. Đọc lại nguyên câu. She is the She cutest. is the cutest in my team. Đúng rồi, cô ấy là người dễ thương nhất đội của tôi. Rồi, tiếp theo chị Mùi ơi. Cái từ này mình sẽ đọc là smart, smartest nha chị. So Smartest. my Rồi, my từ brother my brother brother. brother my my brother Is it đây it a small không phải small, small là nhỏ rồi. smart smart Smartest. Smartest. smart Is my family family. Ok, cả nhà để ý cho cô Tiên nè. Rất nhiều bạn trong lớp của chúng ta, cũng không phải trong lớp mình không đâu, mà rất nhiều bạn học viên của cô Tiên cũng hay thêm chữ ơ vô chỗ này nè. Smartphone, đúng không? Rồi cái chữ class sẽ đọc là class. Mọi người sẽ thêm chữ ơ vô á, bởi vì đó là một cái phản xạ rất tự nhiên khi mà nói tiếng Việt á, mình sẽ có chữ ơ để mình đệm vô. Nhưng ở đây mình không có chữ ơ nha, mình chỉ là smart. Mình chỉ có hơi gió ra thôi. Smart, đúng không? Must Rồi cái must từ class mình không đọc là class, mình đọc là class. Class. Vậy thì để must mình đọc cái âm đó, mọi người tập riêng nè, âm sờ nè. Smart. must Smart, đọc nối must là smart. must Đúng không? must Thêm cái đuôi này vô mình đọc là smartest. Smartest. must Rồi, lúc mới tập với chị nó sẽ hơi khó chứ nha chị Mùi. Nó hơi khó để mà mình nói mượt á. Nhưng mà chị tách ra cho em. Chị tách ra để chị luyện với em là chị sờ gió không nè. Xong rồi chị nói chữ mart. Xong rồi chị nói chữ dist cho em ha. Smartest. Smart, Smartest. smart, Về nhà chị Mùi chị smart. em 10 lần liên tục như vậy. Cứ chậm rãi ra, tách ra ba cái âm như vậy ha, tới khi chị có thể nói nối vô cho em. Smartest. smart. Smartest. Chị cứ tập theo cái hướng như vậy đi sẽ làm được, bởi vì em đã chỉnh được rất nhiều bạn ngày trước là không làm được những cái âm mà nối như vậy á. Mọi người cứ tách 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 ra xong luyện nó, sau đó ráp nó vô là được nha chị Mùi. Ok, về tập cho em là sờ không thôi nha, không thêm chữ ơ nha. Smartest. Mát mát This. mát This. mát được
Smartest. Đúng rồi, bên mình thêm nha. My brother is the smartest in my family. Anh trai tôi là người thông minh nhất nhà tôi. Ok, rồi vậy thì cả nhà đã nắm được cái quy tắc của so sánh nhất tính từ ngắn chưa? Nắm được rồi, mình nhắn vào ô chat là I got it. Vô nha. I got it. Tôi nắm được rồi, I got it. Ok, very good. I got it. Rồi các bạn. You turn off the mic. Ok, next one. Rồi, bữa trước so sánh hơn của tính từ dài, mình thêm chữ more ra phía trước đúng không cả nhà? Bây giờ mình qua so sánh nhất của tính từ dài nha. So sánh nhất của tính từ dài vẫn phải có động từ to be, động từ to be phía trước rồi. Nhưng mà còn thêm cái chữ the. Cứ so sánh nhất là phải the. Được không ạ? Phải có chữ the, mạo từ the vào để xác định. Nè mọi người thấy nè. Đấy, so sánh nhất của tính từ ngắn có chữ the. Mà so sánh nhất của tính từ dài cũng có chữ the. Rồi, chỉ có khác biệt một chút nè. Mình không dùng more nữa mà mình dùng most. Most. Rất nhiều bạn đọc từ này là most. Đúng không? Rất nhiều bạn nhỏ giờ đọc từ này là most. Ai đã từng đọc từ most, giơ tay lên cô Tiên xem nè. Giơ tay lên. Trời ơi, quá trời luôn. Bởi vì cô Tiên ngày xưa cũng vậy mà. Ngày xưa mình cũng học từ này. You are the most beautiful girl that I ever seen. Em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp. You are the most beautiful. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ đi. Mình hãy xóa khỏi ký ức của mình cái từ most đó đi nha. Bây giờ mình tập một cái từ mới nè. Và cái âm này là âm gì? Cái âm mà bữa giờ mình học cái chữ O nhớ không? O, nhớ không? Hello, không phải hello đúng không? Hello, âm O. Vậy thì cái này mình sẽ đọc là mo, được chưa? Mo nè, được không cả nhà? Mo, xong rồi sờ tờ vô nè. Most. Most. Ok không? Most. Most. Rồi bữa sau mình most. Mình gặp những cái từ như là con ma nè. Mình không đọc là god. Mình không đọc là god nữa. Mà mình đọc là gì? Mình đọc là gì? Ghost. Ghost, ghost. Đúng rồi. Mấy cái bạn mà dẫn chương trình đó cả nhà, mình không đọc là hot hot nữa. Mình đọc là host. Host. À. Host. Ok. Rồi. Very good. Rồi bây giờ đọc câu ví dụ thử đi. Nãy giờ chị Hồng Châu em chưa gọi nha. Chị Hồng Châu đọc câu ví dụ đầu tiên cho em đi. Bật mic lên nha chị Châu ơi. Bật mic lên. The lion is the most dangerous animal in this zoo. Zoo. In this zoo. Chị Hồng Châu chị có thấy là khi chúng ta thêm cái chữ animal nè, là danh từ phía sau á, chỉ để nhấn mạnh là đây là cái động vật nguy hiểm nhất. Còn nếu mình bỏ cái chữ animal đi, người ta vẫn hiểu mà đúng không? Người ta vẫn biết là đây là cái loài, đây là cái gì đó nó nguy hiểm nhất. Nguy cái hiểm. Đấy, nhưng mà mình nhấn mạnh thêm chữ animal để mình animal. So sánh các loại động vật ở trong sở thú này với nhau thôi. Được không ạ? The lion is the most dangerous. Dangerous, đúng không? Rất nhiều dangerous. Bạn dangerous. Dangerous là sai. Mình đọc là dangerous. Dangerous, ok? Dangerous. Rồi, the lion is the most dangerous animal in this zoo. Zoo, ok? Âm z, không phải là du, không phải là du mà là zoo. Zoo, ok? Rồi, câu thứ hai. Câu thứ hai. Cô Tiên không thấy mặt của Diễm Hương, Thu Hà. Ánh Ngọc ơi, Ánh Ngọc đâu rồi? Xuất hiện đi. Hay là đang đi chơi rồi đúng không? Vô chết in. Vô chết in. Anh là cô. Rồi. Dạ. Đọc. Dạ. The brown dress is the most expensive dress. Chỗ này mình bỏ vô mặt đơn bởi vì mình có thể bỏ chữ dress đi cũng được đúng không? Nhưng mà mình thêm chữ dress để mình so sánh cái váy màu nâu với những cái váy khác thôi. Ha. The brown dress is the most expensive dress. Dress. Chứ không phải là red nha cả nhà. Dress. Chứ không phải là red nha. Rất nhiều bạn không đọc được chữ đờ này. Cái mọi người hay đọc là red là sai nha. Dress. Âm dr. Đúng không? Dress. Ok. The brown dress is the most expensive dress. Ok. Rồi. Thế thì cả nhà đã nhớ được cái công thức chưa? Công thức của chúng ta khi mà đó là tính từ dài. Tính từ dài là gì? 2-3 âm tiết trở lên đúng không? Thì mình thêm chữ most. The most ra phía trước là xong. Không có thêm EST hay gì hết nha. Nhớ nha. Rồi,
bây giờ ví dụ mình nói là cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất thì nói sao? Các bạn nhắn vô chat cho cô Tiên coi. Cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất. She is the most. The most beautiful. She is the most beautiful. Mình có thể nhấn mạnh là người phụ nữ mình thêm chữ woman. Hoặc là cô gái thì là girl. Okay? She is the most beautiful girl. She is the most beautiful girl that I ever seen, that I ever met. Bây giờ mới thấy chị Huỳnh, Huỳnh Đặng hả? Chị mới đi đâu về em đã nhìn chị đẹp quá hả? You look so beautiful. Bật mic nha, em không nghe chị nói gì hết. Dạ đúng rồi, đi chơi, chở con mới về cô. Trời ơi, mọi người nhìn kìa, có bling bling bling, đẹp quá. That's so beautiful today. Okay, rồi. Stunning, stunning, quá đẹp. Stunning, beautiful, lộng lẫy, lấp lánh, ánh kim sa cả nhà. Rồi, mọi người ơi, mọi người biết từ hardworking không? Hardworking là chăm chỉ nha. Bây giờ mọi người cho cô Tiên một câu. Anh ấy là học sinh chăm chỉ nhất lớp, nói sao? He is the most hardworking. Đúng rồi. He is the most hardworking student in his class. Hoặc là in our class. Okay. Đúng rồi. Nhớ cho cô Tiên cái từ hardworking nha. Chăm chỉ ha. Rồi. Very good. Okay. Bây giờ cô Tiên sẽ chỉ thêm cho cả nhà một vài cái. Bữa trước mình học cái từ good và better. Đây. Ok. Đây, cả nhà nhớ không? Hôm bữa mình học cái từ good á, cô Tiên bảo là cái này là bất quy tắc nè. Nó không có thêm chữ r, mình không có đọc được gooder. Tốt hơn mình không có đọc được gooder mà mình đổi thành better. Better. Ok. Rồi, bad thì mình không có thêm r thành better mà mình đổi thành worse. Đúng không? Good, better, bad, worse. Vậy thì so sánh nhất của cái từ này sẽ là cái gì đây? So sánh nhất của good sẽ là the best. Thêm chữ the vô cho cô Tiên nha. The best. Rồi, nói câu ví dụ đầu tiên với chị Kim Hoàng. Xong rồi chị chị Huỳnh Đặng hả? Chị nói câu thứ hai giúp em nha. Rồi, chị Hoàng nói giúp em đi ạ. She is the best than me. No, không phải the best. Đây, đây, câu so sánh hơn thôi. She is better. Better, không phải the best. So sánh hơn chứ. Yeah. She is better than me. Chị Hoàng ơi, với lại á, cô ấy á, chị sờ dài cho em nha. Không phải là she, mà là she. She is better than me. Better than me. Better than me. Đúng rồi. Vậy thì mọi người để ý nè. Khi so sánh hơn mình có chữ than. Bởi vì nó so sánh hai người, hai vật thể với nhau. Đúng không? Nhưng khi so sánh nhất có chữ than không? Không. Chỉ có chữ the best. Thôi. The best. The best. Đọc câu thứ hai giúp em đi chị. You are the best. Rồi chị the best. Tên là Huỳnh, Huỳnh Đặng hay là chị tên gì chị? What is Huỳnh name? Dân. Huỳnh Dân Huỳnh cô. Dân. Dân. Dân thôi đó là chị. Ồ, dạ đúng rồi. Bắt hai Dân lên cho đời hả? Chị Dân, okay. Đọc câu ví dụ thứ hai giúp em ạ. You are the best. Trời ơi, nói cái từ best quá là chuẩn luôn, sệt tờ đúng chuẩn luôn cả nhà. Best, you are the best. Vậy thì you are the best này có thể là một lời khen, đúng không? Một lời khen, wow, you're the best. You are, mình có thể đọc nối thành you're the best, you're the best. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, mình có thể sử dụng câu này để cảm ơn ai đó. Ha, ví dụ, mình thân với người đó quá mà cả nhà kêu, ê, lấy giùm ta chai nước với, lấy giùm ta cái này cái kia, ai đó làm gì đó cho mình. Thay vì mình nói là thank you, cảm ơn bạn nha, đúng không? Thì người bản xứ đôi khi họ thân thiết với nhau rồi á, họ chỉ nói, you're the best, mày là số 1. Cảm ơn nha, mày là số 1. Đó, thì mình có thể dùng cái này thay cho thanks, được không ạ? You're the best, you're the best. I love you, you're the best. Ok. Rồi, cụm này họ dùng rất nhiều nên mình học cho nó quen nha. Đừng có đọc là you are the best nha. Không có best. You are the best. Sờ tờ đi cho cô Tiên nha.
You're the best. You're the best. Mà nhớ là bờ thôi chứ không phải là không có bật mạnh nha, chỉ là best, best. You're the best. Rồi, chúng ta có từ bad, worst và the worst, ok? Rồi, chú Tuấn đọc cho cô Tiên câu đầu tiên. Vân An đọc câu thứ hai cho cô Tiên nghe thử nha. Chú Tuấn đọc thử câu này cho cô Tiên nghe ạ. He is the worst than me. Không có the, so sánh hơn mình không cần the. He is worse than me. He is worse than me. Anh he ấy is tệ worse hơn than me. Đúng rồi. Vân An ơi, đọc câu thứ hai cho cô Tiên đi Vân An. Là he is the worst. Worst, tờ tờ nha. Worst. Worst. Lại. What? Nè nè nè. What? Âm xong rồi mình sờ vô nè. Cái âm này hơi khó, cô Tiên biết nó hơi khó cho An. An cứ tập từ từ nha. Worst. 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 The worst. He is the worst. He is the worst. Ok, anh ấy là người tệ nhất. Ok. Rồi, vậy thì chúng ta đã đi qua những cái bất quy tắc này rồi nè. Bây giờ cô Tiên sẽ hướng dẫn cho, bây giờ mình đi một vài cái câu so sánh nhất, ví dụ này nha, trước khi chúng ta vào đặt câu và làm một vài bài tập ở trong nhóm nhỏ nha. Ok, hồi nãy chúng ta đã đi qua cái so sánh hơn rồi, bây giờ mình đi lại những cái tính từ mình đã học nhưng so sánh nhất, đúng không ạ? Mình không cần học quá nhiều, nhưng mà mình học cái từ nào rồi là mình xài được cái từ đó và mình nhớ được so sánh hơn của nó như thế nào, so sánh nhất của nó như thế nào, được không? Rồi, bây giờ câu đầu tiên Khánh Huyền câu đầu tiên nha. Câu thứ hai Minh Thư nha. Rồi, đọc thử cho cô Tiên nghe nè. My brother is the tallest in his class. Very good. My brother is, nhớ động từ to be, đúng không? Is the tallest in his class. Very good. Câu thứ hai Minh Thư ơi, chị Oanh chuẩn bị nha, chị Mùi chuẩn bị nha. My youngest brother is the shortest in my family. Good, shortest. Cái chữ tờ này hình chữ đờ nhẹ đúng không? Shortest. Rồi, mình dịch luôn đi. Em trai của tôi. Em trai của tôi là luôn nhất trong gia đình. Ừ, người lùn nhất, thấp nhất trong gia đình. Ok, tiếp nè. Chị Oanh, câu đầu. Chị Mùi ơi, chuẩn bị câu thứ hai. Her mother is the tennis here. Thinnest. Thinnest. Mother. 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 Không có mother nha, không có cong lưỡi mà chỉ là mother. 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 Ok. Rồi, mẹ của cô ấy... Dịch luôn cho nó quen. Mẹ của cô ấy thì ốm, ốm nhất. Ở đây, là người ốm nhất ở đây. Ok, rồi chị Mui ơi, bật mic lên, thử nè. There. Cần mấy cái từ đe, dog, dog. Em đọc cho chị đọc lại nha, chị Mui nha. Their dog is the fattest in this area. Vô chị. Không nghe tiếng, nói to lên chị. Their dog. Ủa, chị Mùi bị tắt tiếng rồi. Em thấy chị nói mà em không nghe. Em thấy miệng chị nói mà em không nghe. Chắc là cái mic bị sao rồi á. Bảo Trân ơi, Bảo Trân thử nói giúp cho cô Tiên đi. Để chị Mùi coi lại cái mic thử nè. Their dog is the fattest in fattest. This fattest. Fattest. Uh-huh. In this area. Area. In your area. Area là gì? Area. Area là gì? Area là gì ta? Là cái nơi, cái địa điểm. Hồng đen trong khu vực của bạn. Dịch ra là hồng đen trong khu vực của bạn đó. Rồi, chó của họ là con chó mập nhất trong cái khu này. Ok. Rồi, tiếp theo. Vũ ơi, Vũ câu đầu tiên nha. Rồi, chị Hà Trang ơi, câu thứ hai nha. Vô đi ạ. Yes, her boyfriend is the richest person in the world. Richest? Không có đọc richest. Đọc sao? Richest. 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 Sờ tờ vô. Richest. Không, không có chị, mà là just. Richest. Richest. Sờ tờ vô ha. Richest person. Person in the world. Rồi, dịch đi ạ.
bạn trai của anh ấy là giàu nhất trên thế giới, là Bạn người trai giàu nhất của trên anh thế ấy giới. luôn ghê vậy. Bạn trai Bạn của trai anh ấy cô luôn. ấy, bạn trai cô ấy là người giàu nhất trên thế giới. Ok, rồi, thank you. Chị Hà Trang ơi, bật mic lên nói câu thứ hai. Chị Phương Trâm với Đặng Hồng chuẩn bị nha. She is the poorest among her friends. À, dịch dịch luôn giúp em ạ. Cô ấy là người, cô ấy là giọng nghèo. Đúng rồi, nghèo, nghèo nhất. Nghèo nhất trong trong số số bạn của cô ấy. Đúng rồi, trong cái nhóm bạn của cô ấy là cô nghèo nhất. Rồi, the richest và poorest. Ok. Next one, chị Phương Trâm. She is the cutest at the party. At the party. Ok, chị Đặng Hồng ơi, cho em luôn cái từ này mà so sánh nhất của nó đi, thử đi. Đây là từ một âm tiết nha. Dù nó có hai âm tiết nhưng mà nó vẫn theo tính từ ngắn á, y dài thành. Y dài thành gì? À, y dài thành y ngang. Em. Thêm. Rồi, thử đi, thử đi. She is. She is the loveliest. Lovely. Loveliest. Loveliest. Đúng không? Loveliest. At the party. At the party. Ok. Lỡ mà mọi người có quên á, mọi người nói the most lovely thì cũng được thôi, không sao đâu. Trong giao tiếp hàng ngày, lỡ mình thấy nó hai âm tiết, cái mình cứ tưởng nó là tính từ dài á, cái xong cái mình dùng chữ most thì người ta vẫn hiểu thôi, không sao hết nha. Nhưng mà nếu mà đúng chuẩn á, thì phải là tính từ ngắn, biến nó thành y dài, thành y ngắn. Ok, y dài thành y ngắn thêm est. Rồi, thank you chị. Huyền 26. Vô, câu này cho cô tiên. Em đó, em hả cô? Em hả cô? Lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng nha. Chị Lan Hương hồi nãy cô tiên chưa có nghe rõ, chị Lan Hương xuống nha, chị Lan Hương lên nói lại nha. Coi lại cái mic nha. Rồi, nói đi Huyền ơi. He is the smartest student. Small hả? Phải small không? Phải small không? Smartest. Smartest. Smartest student in our class. Right. She hoặc là he is the smartest student in our class. Very good. Tiếp theo nè, chị Lan Hương thử mở mic em nghe thử nè. Rồi chị Nhật Nhật Anh, Nhật Ánh, Nhật Anh hay Nhật Ánh chị? Số 18. Nhật Ánh. Nhật Ánh đúng không? Rồi chị Lan Hương nói trước xong chị Nhật Ánh nói câu thứ hai giúp em nha. Chị Lan Hương ơi. Her friend is most beautiful at her birthday party. Good. Her friend is the most beautiful at her birthday party. Right. Chị Nhật Ánh ơi. The old shoes are the ugliest on the shelf. Ugliest. 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 Chị ơi, nói lại, nói lại. Ugliest. On the shelf. Rồi, dịch luôn giúp em hử. Đôi. Cái đôi giày cũ. Xấu xí nhất trên cái kệ. Đúng rồi, very good. Young và old, chị Hoàng. Vô nè. Câu đầu tiên giúp em nha. Câu thứ hai là mời mời đâu rồi, chị Cẩm Vân nha, chị Cẩm Vân. Sarah is youngest person in her family. À, em nghe thiếu chữ the vậy ta? Thiếu chữ the mất rồi. Sarah is the youngest person in her family. Rồi, Sarah is the youngest person in her family. Sarah là người nhỏ nhất, trẻ nhất gia đình của cô ấy đúng không? Rồi, câu thứ hai ạ. Cricket is the oldest worker in our company. Rồi, đọc lại nha. Jack is the Jack. Oldest. The oldest. Cái chỗ này á, nó là nguyên âm, thành ra cái chữ the này mình đọc là the. The oldest worker. Học cái worker ha. Worker. Worker. Work. Âm er cả nhà. Âm er chứ không phải là work nha. Worker. In our chứ không phải là our. Không phải là our company mà là our company. Ok, nói lại thử cho cô đi nghe với ạ. Check is the oldest worker in our company. Our company. Right, our company. Jack là người già nhất, lớn tuổi nhất công ty của tôi, của chúng ta. Rồi, tiếp theo.
Mỹ Thương câu đầu tiên, chị Phương Thi câu thứ hai nha. Không nghe, không nghe nó to lên được không ạ? Hình như cái mic nó bị sao không nghe rõ ạ. This car, cái mic của Thương nghe không rõ. Chị Miên ơi, đọc giúp em câu này chị Miên. Chị cứ lắc lắc một phát là em gọi chị hả? Mọi người phải luôn trong tư thế sẵn sàng. Em thấy ai lắc lắc một phát là em gọi. The car is the most expensive in the showroom. Rồi chị đừng có đọc expensive, đừng có đọc expensive. Em nghe rất nhiều bạn đọc expensive luôn á. Mình đọc nè. Expensive. Âm y ngắn mà bữa mình tập á, cả nhà nhớ không? Y mà bữa mình tập á, xong thêm chữ V vô. Expensive. Ok, nói lại nguyên câu em nghe thử nè. The car is the most expensive. Rồi, lại most nữa, thấy chưa? Thấy lại chữ most chưa? Không sao, bởi vì biết sao không chị? Thói quen này nó đã diễn ra quá lâu rồi. Nên bây giờ không thể một phát mà đổi được. Nhưng mà mỗi lần sai em sẽ nhắc nha. Em sẽ nhắc để mình nhớ lại, để mình chỉnh lại. Không phải most mà là gì chị Miên ha? Âm ô, nhớ nè. Chữ ô. Most. Đúng rồi, nhớ nha. Hello, chứ không phải hello. Đúng không? Hello. Không phải most mà là most. Ok? Most. Rồi nói lại ý chị. This car is the most expensive in the showroom. Ok, showroom. Showroom. Very good. Chiếc xe hơi này là cái chiếc xe mắc nhất trong cái showroom trưng bày này ha. Rồi, câu thứ hai. Ủa, câu thứ hai. My ring. Chị Thi, vô chị Thi. My ring is the George Hell. Cái gì lại này. Cheap. My ring. Cheap. My cheap. Từ từ đọc từ này trước cho em nha. Cheap. Cheapest. Cheapest. Cheap. Cheapest. Sờ tờ cho em nha. Cheapest. Cheapest. Cái này chị về tập cho em nha chị Thi. Chị đặc biệt về tập cho em nè. Sơ nè. Về tập bây giờ từ từ đừng có lặp lại những cái mà mình sai, mình lặp đi lặp lại nó không có chuẩn được, mà mình về mình tập như thế này cho em, chắc chắn chị sẽ làm được. Hôm sau nói lại từ này cho em nha. Hôm sau lúc vô lớp á, chị kêu cô Tiến ơi chị luyện được rồi, xong rồi khoe với em nha. Nè mọi người về, ai mà cũng có cái âm đuôi mà không nói được cho chị Thi á, mọi người cứ về tập cho cô Tiên như thế này nha. Và phải tập rất nhiều lần nha, chứ không phải là cứ nói chip bit, mọi người nói 10 lần chip bit, mọi người nói 10 lần sai thì nó vẫn không thay đổi được cái phát âm của mình, đúng không? Thì bây giờ mình về tập nè, âm sờ tờ trước nè. Sờ bàn tay, đếm ngón tay sờ nè. Được không? Cho nó cái miệng nó quen với chữ sờ nè. Được chưa? Rồi, bây giờ chữ tờ nè. Đó, cái âm gió ra. Được không? Rồi bây giờ mình tập nha. Rồi chị Thi làm cho em 10 lần, 20 lần, 30 lần cũng được. Mỗi lần chị lúc mà chị tẩy trang á, chị đánh răng rửa mặt á, chị nhìn vô gương á, chị cứ. Đó, ví dụ như người nhà có hỏi mày bị gì vậy thì cái tao đang tập tiếng Anh được chưa? Hơi tự kỷ xíu ha. Mọi người ơi, lúc học tiếng Anh mình cố gắng cứ tự kỷ xíu không sao hết. Kệ người ta đi, mình cứ tập cho nó quen cái miệng của mình nha. Rồi, chị tập cho tới khi chị có thể nói được chữ. Được không ạ? Rồi, sau đó chị vô cái từ này chị nói giúp em nè. Cheapest. Cheapest. Đấy, về tập cho em nha. Rồi, tương tự với chữ drink. Chị đang đọc là ring. Là không có âm đờ, cũng không có âm ca luôn ha. Mình phải đọc là drink. Drink. Đấy, về tập cho em nha, có âm d, âm ring và âm k. Ok. Rồi mình cứ tách nhỏ ra như những cái đoàn tàu á cả nhà. Mình tách nhỏ từng khoang tàu xong rồi mình ráp nó vô với nhau là nó sẽ ra được cái từ đó. Ok, drink. My drink is the cheapest here. Rồi, thức uống của tôi là cái loại rẻ nhất ở đây. Tiếp tục nha. Thôi bây giờ cái này cô Tiên sẽ cho mọi người vô trong group để mọi người luyện tiếp ha. Và để kêu một vòng ở trong group với nhau luôn, luyện tiếp các cái từ này. Sau đó sau đó các bạn đặt câu ha. Các TA ơi, các TA sẽ cho các bạn chủ động
đặt câu ha. Ví dụ đưa ra một từ xong rồi các bạn phải đặt một câu gì đó. Nếu mà các bạn chưa biết đặt tiếng Việt á, thì mọi người ra một câu tiếng Việt luôn để cho các bạn đặt câu. Sau đó chúng ta, cái bài này hôm bữa đã làm chưa? Hiền ơi, Hiền với Maya ơi, hôm bữa mình làm bài này chưa? Dạ làm rồi. Dạ rồi á chị. À làm rồi đúng không? Nhưng mà đã nói chưa? Chỉnh phát âm chưa? Dạ chưa. Mới gửi đáp án thôi đúng không? Rồi, xin mình sẽ vô cho từng bạn đọc từng câu dịch và chỉnh lại phát âm cho nó chuẩn hơn. Vì hôm nay chúng ta có thêm cái the best rồi nè. Đấy, ok. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo đây là một cái phần mà mọi người cũng có thể luyện nha. Rồi, cái phần này là sẽ là homework về cho mọi người nè. Rồi, cô Tiên sẽ nói trước cái phần này cho cả nhà ha. Homework của chúng ta nói về người già nhất nhà mình, lớn tuổi nhất nè, người trẻ nhất nhà mình, người thấp nhất, người cao nhất, người mà mình thấy đẹp nhất nhà và người chăm chỉ nhất nhà, được không? Thì mình sẽ nói là xíu nữa vô group đó mình sẽ hỏi, được không? Ví dụ chị Trâm hỏi Mỹ Thương nha. Thương ơi, who is the oldest person in your family? Thì Thương trả lời sao ạ? The oldest person in my family is my dad, ví dụ vậy. Ha, mình nói trong gia đình nhỏ của mình thôi, gia đình nhỏ mấy thành viên thôi, không cần nói cả cái gia phả nha. Rồi. Rồi sau đó Thương lại hỏi Vũ đi, ví dụ vậy. À, anh Vũ ơi, who is the youngest person in your family? Rồi Vũ sẽ trả lời, the youngest yes. person in my family is ai đó, được không? Xong rồi Vũ lại hỏi tiếp chị Hoàng, who is the shortest person in your family? Rồi chị Hoàng sẽ trả lời, the shortest person in my family is, ok. Rồi sau đó chị Hoàng lại hỏi chị Vân nè, who is the tallest person in your family? Được không? Rồi xong chị Vân trả lời, the tallest person in my family is. Rồi sau đó chị Vân lại hỏi chị Thúy, ví dụ vậy, chị Thúy ơi, who is the most beautiful person in your family? Đấy, thì chị Thúy trả lời, the most beautiful person in my nha, không phải vô nha, my family is. Rồi sau đó chị Thúy lại hỏi Minh Thư, who is the most hardworking person in your family? Thư trả lời sao? The most hardworking person in my family is. Đó, thì chúng ta sẽ đi một vòng như vậy để mọi người vừa luyện lại cái mẫu câu hỏi, vừa luyện lại cái cách trả lời, vừa luyện lại danh từ về gia đình luôn. Và cái homework của mọi người chỉ đơn giản quay video và nói về 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 người này. À, 6 người này trong gia đình của mình thôi, không cần hỏi, chỉ cần nói câu trả lời. Được không? Thì trong buổi hôm nay chúng ta luyện cái đó để cho nó quen ha. Các TA đi tiếp cho cô Tiên những cái câu phía sau này ha. Những cái câu đây. Đấy, đi tiếp những cái câu phía sau này cho mọi người luyện nói với nhau, sau đó đặt câu và đi vào cái câu hỏi một vòng cả lớp với nhau để ôn lại bài nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bật hết camera lên để mình chụp hình check-in với nhau nha cả nhà. Chụp hình check-in những con người quá là chăm chỉ ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương mà vẫn vô học. Rồi. Admin ơi. Dạ mọi người ơi, mình bật camera lên nha. 1 2 3 một tấm nữa nha mọi người. 1 Vũ ơi, chị lên. 3 Dạ rồi. Ok, rồi. Vào ôn tập đi nè. Chứ chút nữa chú Tuấn còn phải đi nhậu nữa nè. Phải không chú Tuấn? Học xong có đi nhậu nữa không? Ok rồi, mọi người vào trong lớp để luyện ha. Cô Tiên sẽ stop the sharing. Ok, bye bye. Mọi người ơi, mình cần chào bye bye khán giả nha. Có khán giả. Cô host. Ok, rồi em đâu rồi? Ok, thấy rồi. Ok, bye bye.